chị đã nói Việt Nam kìa. Đấy là chữ gì? Oh, sorry sorry. Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam gì? Tên gì? Thấy rồi. Chị tên Philip. Philip hả? À. Ở bên này lâu chưa? Bên này lâu chưa? Giờ qua đây được 16 năm rồi. Ồ, 16 năm luôn rồi. Mày quê gốc ở đâu? Đừng có ăn, nó có thịt thai chứ á. Cầm được không? Được rồi, nhưng mà em phải cẩn thận rồi, tại cái tay em mềm quá. Trời ơi, cái gì cho nó phun luôn, không mình không cầm đâu, các bạn nhìn lên. Cái này là tôm hùm con Alaska hay gì nè. À, tôm Alaska, trời ơi, cái này là gì bán sao? Ờ, cái này là ruột cá, còn cái này là da cá mập nè. Trời, da cá mập. À, ok các bạn, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ăn hải sản đi các bạn. Hải sản đây là con biển của Đài Loan nè các bạn. Cái cục chấm chấm trứng nhìn đẹp không? Thì mình vượt ra qua khoảng tầm 40 km các bạn để mình tới cái khu này các bạn. Khu này là rừng rú luôn rồi nè, bạn nhìn nè. Trời ơi, nó hoang sơ rừng rú giống như bạn đi lên Đà Lạt hay lên, nhưng mà Đà Lạt nhưng mà lại có biển của Vũng Tàu. Không khí nó lạnh đâu, tầm khoảng 20 độ các bạn. Đó, bạn nhìn thấy không? Hải sản sau lưng mình rất là nhiều. Thì ở dưới này là cái bè ngư dân, họ đánh bắt cá, họ nuôi cá hay là làm gì đó đây nè. Nó lạnh thấy mẹ luôn. Nhưng mà nói chung là bạn có không khí rất là trong lành luôn á. Đó. Giờ theo chân mình vô thôi, ăn hải sản gì ngon, hấp dẫn, mắc không? Đài Loan hải sản gì khác với Hàn Quốc, Nhật Bản mà Ai Cập hết một cái kiểu mà. Đây mẹ lạnh. Đây đi lên đây. Trời ơi, cây cỏ nè, mọc bụi rậm tùm lắm á. Đó, em thấy không? Đó. Thật sự là lần tiên qua ăn phải kiếm gì ăn lập 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 cho mấy ông xem. Để coi nhìn là cây cỏ không kìa bàn rồi nhìn giống giống ở bên Việt Nam mình không. Đó. Nhìn nói chung là nó y chang luôn á. Em tìm ra chỗ hóc hẹp trong này tôi sợ đi luôn á. Đây thì đây là cái đó là cái chợ hải sản. Trời ơi, sau lưng mình á là cái hải sản sau lưng sau này là cái chợ. Ông tài xế ông cũng đợi mình luôn, ông đợi mình bên kia, ông đang đứng tái chứ trong tường là tài xế của mình á, mình thấy ông đang đứng tái. Đi giờ xuống hay cho cái này nè. À, có con ghẹ kìa, nhìn có con ghẹ kìa, đúng rồi đó. Không ngờ Garamin nó tìm đâu ra trong khắp trong hẻm này, tôi sợ đi. Không lại xếp chờ mình. Chở mình tới đây là 1.100 tệ, là tầm 1 triệu. Nó chở tới đây 1 triệu, chuẩn bị chở về là 1 triệu nữa là 2 triệu nữa. Ông khói lắm, chờ mình luôn rồi. Đứng trong đó ông đái đó. Bây giờ vô đây, chỗ này là bán có con cua nè, hải sản nè, bạn thấy không? Mình đang kiếm cái gì đó hải sản mà như cái chợ nhiều 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 giống mình vô mình lựa. À đây đây là chợ nè bạn. Ôi không tiền. Để dụ cá vô ăn buổi tối mà cái này là đi đánh bắt cá đẹp rất là nhiều nha.
khí của biển và trong lành mát mẻ quá. Đi vô đây, vô đây ăn hải sản thì cho quay sơ sơ cho mấy ông coi thôi. Chị người Việt nè, chị Philip đúng không? Rồi, cảm ơn em. Rồi, nói chung là không dùng giá luôn. Giá thì để tăng giá tiền cho em. Ví dụ như cái này là chị em mình phải không? Giá em 700 ký thôi. Ồ, đây là 980 là để 700 thôi. Thì đây chứ là chị bán người ta là 900 đó. À, chị em Việt Nam như là sau này Việt Nam mình qua cũng có được chụp đúng không? Đúng rồi. À, giờ chụp ít rồi. Đây là bí mật nha, này bí mật với người Việt mình thôi. Đây là em thích rồi đó. Ủa con cá cái gì? Ủa cái nóc luôn hả? Ủa cái này cái nóc là. Nhưng mà chị có làm được không? Tao đây mượn thôi mà. Không, cái này đừng chỉ là chơi thôi. Đừng có ăn, đừng có thật thà chứ á. Cầm được không? Được rồi, nhưng mà em phải cẩn thận rồi, tại cái tay em mềm quá. Trời ơi, cái gì cho nó phun luôn không, mình không cầm đâu các bạn. Nhìn là trời nó phun luôn. Rồi chứ chị bán mà không mang là sao? Không, chị quen rồi, chị cầm chị đặt là nó không có. Nhưng mà cái gai này có độc không? Gai này có độc không? Không, cái gai này nó đâm không đâm không có độc. Nó chỉ nhọn, nó sợ đâm chảy máu thôi chứ nó không có sao, nó không có độc. Không độc đúng không? Để em cầm cái. Không rồi, đây bạn. Ủa trời ơi, mình được cầm ra. Mình qua Nhật Bản mà mình không dám cầm, bây giờ qua Đài Loan mới dám cầm. đây, ở Nhật Bản ăn rồi đó. Giờ này tôi cầm trực tiếp nè. Trời ơi, sướng cho qua Nhật Bản chơi. Rồi để xuống nè. Rồi. Giờ ăn gì đặc lạ đi nè. Cái này là gì đây? Con cua vậy nè. Nó vậy đó nhưng mà nó kẹp, nó có kẹp được á. À, con cua gì? Con này là con cua bánh bao. Cua bánh bao của Đài Loan đúng không? Cua bánh bao của Đài Loan. Rồi cái này là liền thấy luôn à. Đây cầm sao không kẹp. Để gì đúng không? Đây bạn cua Đà Lạt cái. Đó. Trời ơi, con trai gì đâu mà bàn tay đẹp trời. Tay đẹp trời ơi, con thấy chị nè đó. Trời ơi, đổi gì. Rồi cua bánh bao nè, nấu gì chị nấu gì? Cái này là nấu canh. Nó tên thật là
tôi nấu canh mà nấu canh của mình Nhật Bản mà cái canh miso nó chỉ là lấy nước thôi đúng không? Nó có thịt hả? Thịt nó có thịt nhưng mà nó ít lắm, nhưng mà cái thịt nó ngon tuyệt vời luôn. Nó tuyệt vời luôn, nhưng mà xung quanh mình ăn đâu đó? Ở trong quán thì có chỗ nấu, nhưng mà người ta nấu, người ta tính tiền mình. À, nghĩa là mình lựa sẵn ra cho mình tới cho mình ăn. À, đúng rồi. Nghĩa là thanh toán tiền với chị Mì Ba đó, nấu đi mà ăn với nó. Rồi, hiểu. Cái này là hơi có ăn á, thích cũng canh á, hơi cái gì chặt cho ba con cái nấu canh ăn. À, vậy hả? Bây giờ ăn gì nè? Ăn gì chị ơi, mang hết á. Giờ ăn ghẹ không? Ghẹ đúng không? Hai em lấy hai con thôi. À, lấy hai con ghẹ đi. Rồi. Con cái không? Con cái một đực. Chỉ lửa có mập được rồi. Chỉ lửa có mập là được rồi. À, đây là gọi là ghẹ Đại Long rồi. Nhìn đẹp không? Những cái cuối cùng giống như con hổ vàng á. Đây là con có tiếng lắm luôn à. Mùa này là 100 ghẹ. Chị lửa cho em hai con này. Chị có gia đình bên đây chưa? Nhưng mà nó hơi bị mắc thôi. Mắc nhiều đâu mà mắc. Một tẻ hả? Chỉ 908 em. Chỉ 908. Ủa tiền tẻ là trên đây chưa rành lắm. 1.000 tẻ là nhiêu tiền luôn hả? 1.000 là 700 ngàn tiền mình. À 1.700 ngàn tiền mình. Cái này 908 nhưng mà em thì dễ 850 à. À. Rồi lấy hai con nướng. Nước cốt. Cũng mỏi đúng không? Nước tỏi. Gì hả? Chị thấy nước mà cái giòi mà kia bằng cái gì đó. Sao? Cái con này có thịt gì vậy? Tiêu. Sao? Lựa hồi chút nữa tặng cho mấy con này nấu canh đúng không? Đúng rồi em. Chứ chị đang lại cho nó nấu canh. Ủa con cá em chưa lại gì đấy? Cá gì lại đi? Tiểu bào ngư hả? Cái đó là tiểu bào ngư, cái này là bào ngư bự nè, cái loại bự là nhỏ nè. Wow. Tiểu bào ngư nó chứ mệt ghê rồi, tiểu long bao là cái gì? Cái phim gì hả nhỏ? Đây, tiểu bào ngư. Cái này là bào ngư nè. Giờ là mình ăn làm gì ta? Cái này mình luộc xong mình chấm tiêu là cũng ngon lắm rồi, hay là cái nước salad. Cái này gì đấy, cái hả? Cái này tí em. Một con có khoảng mấy tầm trình rồi đâu. Hai bốn sáu con à. Hai em 13 con hay là 13 con hả? Em đâu có quan tâm xung quanh liệu không? Em với em gái ăn. Em ăn 4 con, mình chỉ ăn 2 con. Thôi được rồi, em ăn lung tung mà. Tại chị không có nhắc cái nhiều cho em á, cái nhiều ăn không. Cua này cua gì vậy? Cua đá hả? Cua đá. Cua đá là ăn gì đây? Em bây giờ em có thích ăn cua không? Không ăn thích ăn cua đâu, con này biết coi nữ thôi. Coi nữ đâu? Cái này cái con cua này nó cái thịt nó có nó là nó. Rồi cua đá hả bạn? Nó dai. Dai hả? Cái thịt nó dai, còn cái này là cái lợn của nó là nó mềm mềm hơn, nó ngọt hơn. Mỗi này lại gì? Nhiếp biển hả? Không có thịt hả? Ờ, có gì này cái gì để đây cho nó coi chơi đúng không? Cái để không được không? Ồ, nhím biển coi chơi nè bạn. Đẹp ghê. Nè, nhìn dễ thương không? Con nhậu quỷ cái nắp đi dễ thương, quỷ nhím biển. Này là ghẹ bông, ghẹ bẹ nút. Mà thì các bẹ nút cũng là giống như con tai. Nó có cái tai này, mình tên tính chứ.
Lấy làm gì đây? Dám ăn sống không? Hả? Dám ăn sống không? Thôi, không dám ăn sống đâu. Không dám ăn sống. Trời ơi. Giờ làm gì con mực lại ta? Cái này luôn mình mặc là sầu thôi, để lại mặc em dám ăn sống không? Dám ăn sống hả? Mơi mơi luôn hả? Không, 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 cá to con này không? Cái gì cái vậy? Cái này là cá cái này là cho nhỏ thôi, tại sao? Cá to con này không? Con gái không? Anh trả đó. À mà cái bên Trung Quốc là cái gì vậy? Dạ không đúng không? Mà lên là được mấy mấy con. Mấy con. Một con hai con. Hai đứa nhưng mà chỉ hai con trai nó đơn chỉ hai con gái à. Gái hả? Trời ơi. Trời ơi, phải có gà trả cho em thấy không? Trả cho em luôn luôn. Hai xin xin dịch nha con. Chị làm cái này chết gì vậy? Cái này là để chị lấy cho em chụp. Cái này là gì? Cái này là tôm hùm con Alaska hay gì nè. À, tôm Alaska. Trời ơi, có cái là chị bán sao? Mình giá bên này nè. Cái giá bên này chị bán có 850 ký à. 850 là tiền à? Chưa có tới 1000 tiền mình. Ủa chưa có tới 700 ngàn tiền mình. Chưa có tới 1000 à vậy hả? Ký. Trời ơi, rẻ quá. Ok. Anh mình chị nghe nói cái này tiền ký triệu mấy mà. À. Ở bên đây một ký nó có 850 là 850 tiền tiền bên đây là chưa có tới 1000 mà chưa có tới 700 ngàn. Ôi, ôi phải cho đi tích cấp. Cái gì mà không có cái này là gì? Cái này là ruột cá em. Ruột cá hả? À, ruột cá. Trời ơi, nhìn hấp dẫn hả? Ờ, cái này là ruột cá, còn cái này là da cá mập nè. Trời, da cá mập. Ờ, cái này là rong biển. Rong biển. Này, này ruột cá là cái gì? Cái ruột cá xào nó ngon lắm, nó giòn giòn, nó ngon lắm. Đây ruột cá rồi các bạn, trời ơi, vừa đặc sản vừa là lạ đi trời. Lấy cho em thử ruột cá để em xào ăn đúng không? Con này là cái gì? Cái này là da cá mập. Da cá mập nữa là cái gì? Da cá mập cũng xào nữa. Trời, da cá mập nữa các bạn. Nó vi cái mặt rồi chứ. Dễ mắt không? Dễ mắt không? Ờ, chắc phải không? Bây giờ nó nghe nè. Để chung đi, để chung xào luôn. Chung xào luôn hả? Dám ăn không? Dám ăn da cá mặt không? À, dễ. Cái này là nó tăng có không? Nó không có tanh nhưng mà nó có cái trâu. Nó có cái trâu là nó hơi sâu. Cái chất. Rồi, rồi, thấy luôn đi. Là cái chất gì của nó, chị quên mất đi rồi. Cái chất mà nó làm cho cái khớp của mình nó giống sụn đúng không? Nó tăng tăng độ đàn hồi của da của sụn đúng không? Ờ, đúng rồi. Collagen. Phải đâu, phải collagen đâu, bà nội đây là da còn sụn mà. Còn gì nữa? Nãy giờ hết nhiều tiền rồi, ăn nãy giờ một thống rồi đó. Cái con này cái gì đấy? Cái này là mực nang em. Ủa mực nang gì hả? Cái này là mực nang, còn cái này là mực lá. Mực lá nó ngon hơn, mực lá nó mắc hơn. Lá mắc hơn mực nang đúng không? Phải thật, em nhìn thấy à? Đây cầm giùm em con bự bự đây. Chị chưa có rớt lên, chị rớt lên là nó có cái màu. À nó màu 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 kia đây. Nó da màu nè chị em thấy màu, không? Nó có màu sáng sáng rồi á. Ờ đúng rồi. Thì mượn lại cầm xíu đi. Trời ơi, nó dễ chết không? Nó không có dễ chết. Ôi nó có màu cục phẹ dễ quen nè, dễ quen nữa nè. Rồi ok ok ok. Chị sợ nó cắn em thôi à. Ủa nó cắn hả? Ờ nó cắn đó. Cái đầu nó bật lúc mà nó cắn á. Thôi thôi thôi, mới gặp chị người Việt cũng được. Rồi rồi rồi. Lấy mấy con hồng nữa đi. Hai đứa ăn đủ không? Đã quá à. Cặp cặp đúng kho thúc người Việt Nam là biết rồi, là chị ăn hải sản nè. Anh không chị bắt em nhiều thì chị mừng rồi, nhưng mà chị sợ em ăn không hết thôi à. 13 con đi nha, đừng có lấy nhiều quá. 13 con hả? Em hai hai em lấy 6 con thôi. À. Lấy 6 con thôi. Em ơi, em ok rồi đó. Ok ok. Nhớ nhớ cho mấy con này. Nhớ. Quay không? Quay coi luôn căng luôn không? À coi coi. Coi thử. 150. Nhớ nhớ giảm là 1 ký 150 ha. Cái này là 180 hơn 1 ký rồi. Cái này là người ta bán còn là 950 không à, nhưng mà cái này chị để em 800 thôi. Ờ 6 con có 320 à. Đây đó con chị cần thì chị cứ nói lên đi khỏi cần nhìn. Cái này là 700 à. 700. Rồi đó.
Ủa chị đang nói tiền Việt hay tiền bài vậy? Tiền đài em. Tiền bài. Chị không có biết tiền gì. À. Có cái này chị tặng hôm sau. Cá, cá hồi sống. Rồi. Giờ cái chỗ này cho rửa cái tay không? Nhớ quá là sao lấy tiền thanh toán này. Ok. Nhớ quê hương không? Nhớ quê hương không? Nhớ ơi. Ôi chị này nhớ quê hương lại thích lắm rồi. Chị nhớ hương em ăn nhiều quá. Bình thường em ăn ít lắm. Chị không đó. Thế. Bình thường ai kêu người Việt Nam này thấy ai cũng mọi nữa. Em đi nước nào cũng vậy á. Tổng cộng là 2.3 tiền bên em. Ủa tổng cộng 2.3 á hả? Đi taxi không? Em đi lên đi về không? Đó 2.000 mấy. Gì hả? Rồi. Mình ăn một đống này luôn á, chỉ có 2.000 mấy thôi. Vì đi taxi không, tới đây không là đã 2.200, đi taxi tới không 2.200. Ôi. Đây đúng không, đây tiền này đúng không? 2.000 mấy? 2.300. 2.300 đúng không? Trời, tại bữa nay sao xong, bữa nay là thứ 6 mà phải không? Tại bữa nay là chị ngày mai, chị cho đi bán sớm cũng thôi á. Chị dẫn tụi em đi ngồi xe điện cho nó rẻ. Dạ. Tại sao chị hay đi lên Đài Bắc quay ra? Hay Đài Bắc hả? Đây Đài Bắc có gì ăn chơi không? Em mới quay lần đầu rồi, chưa biết nữa. Tại con của chị nó học ở trên chợn á. Tại bên đây là chị không có đường đi. Bên nay ngày mai ngày mốt. Để chuẩn bị đi bán ở đây cho bạn. Xe xe. Dạ xe xe. Xe giờ quay đây chị biết cái này sao? Ở bên này chơi với em, là ở trong đây á chị nhờ người ta, chị nói với chị chủ trong đây là tặng em một đĩa dao với một đĩa khoai lang chiên. Cái đó ăn không hết, còn về về mấy cái này ọc về được hết. Tiền chế biến là 1.000 các bạn.